Thưa quý vị, tiếp tục phiên tòa xét xử đại án AIC, sáng nay, hội đồng xét xử dành thời gian bào chữa cho các bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 4 năm tù giam. Luật sư cho hay, thân chủ của mình ký các quyết định bổ sung vốn cho dự án bệnh viện đa khoa Đồng Nai không vì động cơ vụ lợi mà chỉ với mục đích để kịp thời gian nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch xin vốn ngân sách từ Trung ương. Theo báo cáo và cáo trạng, bị cáo Bồ Ngọc Thu, bị cáo bị buộc tội là khi còn làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai vì động cơ vụ lợi, hưởng lợi số tiền 1 tỷ đồng từ công ty AIC và thực hiện chỉ đạo của cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu chủ tịch tỉnh Đình Quốc Thái. Thu đã bỏ qua các bước thẩm định, ký tờ trình phê duyệt tại dự án. Trong đó, bổ sung thêm phần đầu tư thiết bị y tế số tiền hơn 756 tỷ đồng, không có căn cứ, trái quy, tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia và trúng 16 gói thầu thiết bị y tế với tổng số tiền hơn 665 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 152 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư cho rằng bị cáo Bồ Ngọc Thu không bao giờ đặt vấn đề hay gợi ý với bị cáo Nhàn hay với nhân viên của công ty AIC liên quan đến những lợi ích vật chất. Vì vậy, luật sư cho rằng Bồ Ngọc Thu có đầy đủ các điều kiện để được xét mức án dưới 36 tháng tù và được hưởng án treo theo nghị quyết số 02 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, sáng nay đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm Khâm Thiên. Tại đây, đoàn đại biểu của thành phố Hà Nội đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm trước đài tưởng niệm, tưởng nhớ nhân dân bị bom B-52 sát hại vào tháng 12 năm 1972. Trước vong linh của đồng bào thủ đô nói chung và nhân dân Khâm Thiên nói riêng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã kính cẩn tưởng nhớ những người dân đã bị bom Mỹ sát hại cách đây tròn 50 năm. Phố Khâm Thiên có chiều dài 1.170 mét với 26 ngõ. Cách đây 50 năm, vào hồi 22 giờ 45 phút đêm ngày 26 tháng 12 năm 1972, phố Khâm Thiên đã bị máy bay của đế quốc Mỹ ném bom giải thảm, làm chết và bị thương 577 người dân vô tội, phá hủy toàn bộ 534 ngôi nhà và làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác. Tổng cộng, cuộc tập kích không quân chiến lược tháng 12 của đế quốc Mỹ đã huy động hơn 663 máy bay chiến thuật, ném hơn 100.000 tấn bom các loại. Trong 12 ngày đêm chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường, quân và dân Hà Nội đã cùng với quân và dân miền Bắc đã làm nên kỳ tích. Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân với quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ. Đó là đỉnh cao về ý chí, bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng trong sáng nay, thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước và vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ thủ đô. Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng với người dân thủ đô, trận oanh tạc của B-52 tại phố Khâm Thiên diễn ra vào đêm ngày 26 tháng 12 năm 1972 luôn là ký ức không thể nào quên. Không thể quên bởi sự ám ảnh khi hàng trăm người đã chết và bị thương, hàng nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy, có những đoạn phố bị san phẳng hoàn toàn. Nhưng đối mặt với mưa bom, bão đạn là ý chí kiên cường, không chùn bước của quân và dân ta. Bà Thoa là một trong số những người đã được điều động tới hỗ trợ sơ tán, tìm kiếm nạn nhân tại khu phố Khâm Thiên sau đêm kinh hoàng 26 tháng 12 năm 1972. Đã 50 năm trôi qua, hình ảnh về khu phố Khâm Thiên đổ nát luôn khiến bà rùng mình mỗi khi nhắc lại. Còi báo động đấy, bom nó thả đấy, nhưng vẫn đội mũ rơm đạp xe đi, chứ không sợ. Đấy, cho nên là cái niềm tin của tuổi trẻ ngày đấy thì nó trào dâng lên ghê lắm, chứ không biết sợ. Biết là mình làm gì thì làm, nhưng mà sống chết thì nói chung là nó cũng không mức độ mà bảo là mình sợ chết thì không dám đi. Sợ chết thì không dám đội mũ mà đến chỗ nó thả bom. Đấy, nó là như thế, cho nên là mình vẫn cứ đặt cái niềm tin chiến thắng của mình. Hôm nay, ông Vũ Xuân Trường đến đài tưởng niệm để thắp hương tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống trong đêm tang thương 26 tháng 12 năm 1972. Khi đó, ông Trường mới 22 tuổi, là cảnh sát khu vực khối 47,
đồn số 42, công an khu phố Đống Đa được phân công phụ trách gần 300 hộ dân ở khối 47. Thời điểm đó, ông và những đồng đội đã vận động được 80% người dân đi sơ tán. Phần lớn cứu sập là cứu sập tại chỗ. Nhà cửa lúc bấy giờ đó nó thưa thớt, nhà chủ yếu mái lá và dây thanh, cho nên là cứu sập tại chỗ. Những người nào không may bị sập và chết thì để lại, còn những người nào còn kêu cứu thì nhân dân hàng xóm và vận động nhân dân hàng xóm và những người có trách nhiệm đến cứu. Thế thì anh em tôi cứu thì đặc biệt. Gia đình tôi bị trúng bom thì ngay bản thân tôi cũng chui từ lòng đất chui lên. Thì đêm hôm đó là bố, mẹ và chị tôi mất. Nhà trúng bom không còn một cái gì cả. Đã đánh ngửa tôi rằng sao? Sau đó lại đánh úp lại. Thế đấy, với một cái tư thế là đất không ập vào ngực mình, tại vì mình ngồi vuông với thành hầm. Cái thứ hai là tay mình lại đang ở tư thế đặt lên trên đầu gối. Thế là tôi chống đầu gối và tự tôi rúc lên thôi. 50 năm trôi qua, từ những đống đổ nát, từ hố bom sâu, Khâm Thiên đã thay áo mới. Những nhà cao tầng mọc lên san sát, dấu tích tội ác của Mỹ chỉ còn lại ở đài tưởng niệm Khâm Thiên, ghi nhớ ngày giỗ chung của hàng trăm người dân nơi đây. Sáng ngày 26 tháng 12, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhà giàn DK1, tàu trực và cơ quan dân chính đảng, các đơn vị đóng quân trên huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Những chuyến tàu chở đầy ắp hàng hóa qua Tết là những tình cảm của đất liền sẽ vượt nghìn trùng sóng gió để mang xuân đến với các chiến sĩ, cán bộ, bộ đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong chuyến hải trình này, ngoài đoàn công tác còn có những cán bộ chiến sĩ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ mới trên các nhà giàn DK1 bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều chiến sĩ trẻ cùng người thân đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Con đi nghĩa vụ thì thực hiện nhiệm vụ ở ngoài nhà giàn thì cũng một năm rồi trở về với nhà thôi. Ba mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe, đừng có lo lắng gì. Con đi một năm thì về với mẹ. Chuẩn bị ra ngoài đó một thời gian rất cũng khá là dài, thì sắp xa gia đình, sắp xa người thân, thì em cảm thấy cũng hơi buồn. Nhưng mà vì đây là nhiệm vụ của Tổ quốc nên là em cũng sẵn sàng để hy sinh và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Con cố lên nha, giữ gìn sức khỏe nha, con cứ yên tâm nha, mẹ ở nhà rồi cũng khỏe, ba cũng khỏe, đừng lo. Dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài khoảng từ 13 đến 15 ngày. Các đoàn công tác sẽ chuyển hơn 500 phần quà Tết, nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương, cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp tặng chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái phần quà, chủ yếu tập trung vào nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, đặc biệt là các cái phần quà Tết như là mai đào, rồi lá rong, gạo nếp, tất cả những cái món ăn truyền thống thể hiện là đất liền và đảo xa cũng như các nhà giàn rất gần. Vượt qua chuyến hải trình đầy sóng gió, ngoài vật chất thì những chuyến tàu này còn chở đầy tình cảm yêu thương đến với cán bộ chiến sĩ, những người đang thầm lặng, không quản ngại gian khổ, hy sinh để bảo vệ chủ quyền trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.